Đầu tiên thì đến Khuẩy My thì tôi đầu tiên là tôi phải muốn quay cho các bạn xem một cái kiến trúc nhà ở đây. Đó chính là những cái nhà mà nhà sàn và rất lâu năm rồi, có tuổi rồi. Là nó đầy những cái rong rêu như này. Một cái lớp rêu rất là dày trên mái nhà. Đấy, nó là kiến trúc điển hình ở cái khu vực này nhé. Và đây cũng là một trong những cái nhà mà có tuổi thọ và cái mái rong rêu rất là đẹp ở cái khu vực này, là đã phủ gần kín rồi cả hai mặt của nhà, cái ngôi nhà này. Đấy. Tại sao lại có được cái lớp rong rêu như này? Thì thứ nhất là ngôi nhà phải có tuổi thọ lâu đời, và thứ hai là ở đây là thường vào buổi sáng ấy, có một cái lớp sương mù dày đặc luôn. Đấy. Nên là khoảng 8 đến 9 giờ thì bắt đầu sương nó mới tan, nên là nó có cái độ ẩm rất là cao và không khí rất là nồm ấy ở đây. Không phải nồm mà nó là rất là ẩm ở đây. Nên là nó có được cái bộ rong rêu này trên cái mái nhà của họ. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi xuống tiếp, dưới kia cũng có một số ngôi nhà cũng như này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Nguyễn Tất Thắng. Thì hôm nay mình đang đứng đây là trên cao nhất của thôn Khuẩy My. Đấy, theo đúng cái lời hứa như các bạn lần trước tôi lên đây vào trong cái mùa lúa mà nó còn non. Và tôi rất tiếc là tại vì lúc đó lúa nó chưa được phơi như ngày hôm nay ở đây. Và ngày hôm nay ở đây thì các bạn nhìn thấy nó đã khác hẳn với trong những cái ngày lần trước tôi lên. Thì ở đây đang vào mùa lúa chín và sắp được gặt, chỉ sang tuần sau nữa thôi thì là họ đã bắt đầu sẽ gặt. Đấy. Thì ở đây tôi đang đứng ở độ cao nhất của thôn Khuẩy My nhé, và xa xa kia là thành phố Hà Giang. Ở đây cách thành phố Hà Giang khoảng tầm độ 7 đến 8 km. Và đang vào mùa lúa chín rộ ở đây, với những cái bức tranh, và tôi phải nói là bức tranh của con người khổng lồ đắp lên chứ không phải là người tí hon đâu các bạn ạ. Đấy. Tại sao nói người khổng lồ? Tại vì các bạn nhìn thấy xem, một mùa vàng tuyệt vời trên Khuẩy My này đang trong rộ lúa chín. Tôi sẽ đi bộ dần theo cái con đường ở đây tôi đi vừa đi vào. Đấy. Trong tổng thể video các bạn sẽ xem được tất cả những cái gì về con người, về những cái ngôi nhà và những cái thửa ruộng. Đấy.
như là của những cái con người tí hon đã làm lên qua rất lâu đời rồi. Họ đã làm nên những cái ruộng đẹp như thế này. Và lúc nãy tôi cũng đã đứng ở dưới kia và đã đi ở dưới kia quay trong rất nhiều hôm nay cái video này. Nhưng có thể video nó cũng không thể được dài, tại vì là tôi là dùng bằng điện thoại, không có dùng bằng cái một cái công cụ gì nó cao siêu gì cả. Đấy, nên tôi đã sẽ cố gắng quay lại toàn bộ cho các bạn xem. Đấy, một khung cảnh tôi đứng ở đây, tôi sẽ nói với các bạn rằng tôi không biết diễn tả gì hơn. Tôi không thể chém gió mà không thể nói gì hơn được, tại vì nó đã quá đẹp rồi. Nó đẹp. Đấy, nó đẹp quá, không còn cái gì để miêu tả hơn nó được. Không có gì bằng thiên nhiên nó vẽ lên một cái bức tranh như thế này. Tôi đang ở đây. Ở đây chính là cái làng, cũng là làng làm du lịch nhé các bạn nhé. Các bạn vào bất cứ những cái ngôi nhà ở trong này, các bạn có thể là nói chuyện với người ta và nấu cơm, ăn cơm được với cả các gia đình và ngủ nghỉ tại khu vực này, ở trong cái thôn Quẩy Mi này. Tí nữa tôi sẽ còn đi vào tiếp trên cái con đường này lên để cho các bạn xem nữa cơ. Dọc cái thung lũng này hai bên là một con suối chảy ở nhỏ ở dưới này. Đấy, một con suối chảy ở dưới này. Và hai bên những cái khe này, khe này là có những cái dòng suối nhỏ chảy xuống, đổ xuống cái dòng suối lớn ở dưới này. Và những cái dòng suối nhỏ đấy đã tạo nên những cái nguồn nước về những cái ngôi nhà như thế này, để họ có thể sống được ở trên những cái dãy núi cao như thế này. Đấy, những ngôi nhà bên kia, bên kia, bên kia là đều có nước. Tại sao có nước? Là ở đây những cái rừng cây, các bạn nhìn xem, những cái rừng cây và những cái rừng nguyên sinh vẫn còn nhá, vẫn còn nguyên. Đấy, nên là nó giữ được nước và cái nguồn nước nó sống được để nó chảy và cung cấp được nước cho rất nhiều hộ gia đình ở đây. Ở đây là toàn ăn bằng cái nước ở trên nguồn về chứ không có lọc liếc gì nhá, trực tiếp về kia luôn, rất là sạch. Đấy, tôi đi vào trong kia tôi cũng có thể uống nước luôn được ở trong cái suối chảy to trong này. Đấy, suối chảy từ trên này nhá, tất cả những cái con suối nhỏ chảy hết ra đấy. Lúc nãy tôi cũng đã đi qua con suối và tôi sẽ quay lại để cho các bạn xem ở trong cái con suối đó và những cái khu vực này. Tôi đang đứng ở khu vực giữa làng ấy các bạn. Đấy, với những cái mái rong rêu thì các bạn biết rồi, tuyệt vời. Đấy, kia bên kia nhá, bên kia chính là cái ruộng bậc thang. Tí tôi sẽ ra đó. Đấy, những cái mái rong rêu rất nhiều. Đây, đường này. Xe máy tôi không lên ở khu vực này, tôi phải để dưới kia tôi đi bộ ra. Tuyệt vời. Úi giời, cá ở đây rất nhiều. Đấy, cá này là cá bỗng nhé. Nước về rất nhiều, sẵn nước. Do là có lúa, đâm ra là nước ở đây cũng rất sẵn ở trong cái bản này. Đấy, rất là sẵn nước, nước chảy khắp nơi luôn trên bản. Tại vì trên này lại cái nuôi những cái loài cá quý hiếm nữa. Đây, đây những cái chỗ này là nuôi cá quý hiếm, cá bỗng các bạn. Đấy, đây có một cái mái nhà đẹp này, trẻ con ở trong làng chơi. Tuyệt vời, mái này cũng đẹp, rất đẹp luôn. Rong rêu phủ kín. Đây cũng là một trong những cái nhà cổ ở cái thôn này, có nhà mọc cả phong lan trên mái luôn. Đấy, dày lắm, cái mái này phải rơi vào khoảng 40-50 phân. Đây, những cái bờ ruộng bé tí như này sẵn sàng có thể là làm ngã tôi lúc nào không biết. Bé lắm các bạn, nhưng mà tôi đã cố trèo lên đến đây để quay hết toàn cảnh cho các bạn xem. Có thể chưa hết được toàn cảnh, trên này vẫn còn rất nhiều, nhưng tôi không thể lên được nữa. Tôi đã lên cao lắm rồi, và người bạn của tôi là đi là phải để xe ở dưới kia. Đấy, Quẩy Mi không biết diễn tả gì, những cái vân tay của trời
Và lúa ở đây rất thơm các bạn ạ. Tôi đi sang bên này nữa. Không biết có thể có đường lên nữa không. Đường bé lắm. Wow. Cũng không khác gì đồi mâm xôi. Tiếc rằng nó không tròn thôi. Còn bên kia còn mấy cái như kiểu hình trái tim luôn. Bên này, cái này này và cái kia. Đấy, tí nữa tôi sẽ xuống hết bên đấy cho các bạn xem. Và trên này nữa. Trên này không thể lên được. Hình như là có đường nhỏ. Ua. Lại đâu đó lại còn xen vào là những cái hòn đá. Hòn đá to, hòn đá nhỏ, những cái hòn đá và những cái ngôi nhà ở trên cánh đồng này. Tuyệt vời. Kìa, con đường chúng tôi đi kìa. À, tôi đi sang bên này nhé. Đây. Vàng ruộng luôn. Bên này nữa, bên này vẫn còn. Và lên trên. Ôi. Vàng óng luôn cả sườn đồi. Trên bên kia là trung tâm thôn Khuẩy My nhá. Đấy. Đây là cái điểm trường. Đấy. Ai nghĩ là lại trên cái ngọn núi như thế này lại có những cái người dân mà lên đây lại bằng bàn tay của họ qua rất nhiều đời mà lại làm ra được những cái tác phẩm kiệt tác như này mà trong tranh cũng không bao giờ nhìn thấy. Tại vì là tôi cũng là học họa ra và tôi biết hiểu về hội họa. Những cái người mà cố để vẽ sao cho để cho nó đẹp được như mấy thiên nhiên thì nó lại càng là không giống, nó càng là giả tạo. Đấy. Không có gì bằng chính bức tranh của thiên nhiên nó vẽ đẹp như thế. Những ngôi nhà trên này. Nào. Góc này thì những ngọn đồi, những cái ruộng bậc thang nó xiên qua nhau. Đấy. Họa sĩ nào vẽ được như này? Làm sao mà vẽ được? Nó đẹp lắm. Nên là tại sao là Hà Giang tốn biết bao nhiêu giấy mực của những cái nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ đã lên đây. Đấy. Là một cái đề tài muôn thuở cho các bạn luôn. Nếu người nào thích du lịch và khám phá ở Hà Giang với những cánh đồng lúa như thế này. Ở đây nó khác với cả cao nguyên đá Đồng Văn là nước và đất đai nó phì nhiêu hơn. Nên là con người nó có điều kiện kinh tế hơn ở bên cao nguyên đá Đồng Văn. Bên Đồng Văn thì là nó lại cái gì đó nó khô cằn, nó hoang sơ và nó nguyên thủy hơn. Đấy. Nó đá núi nó nguy hiểm hơn. Đấy. Còn bên này nó lại núi đất và nó trải ra như một những cái tấm lụa. Đấy. Ở trên ngọn núi. Đấy. Những cái tấm lụa xanh, lụa vàng. Rồi là những cái vân tay của trời. Và đặc sản là những cái ngôi nhà sàn và những cái ruộng lúa như thế này. Bây giờ nó đã là khoảng hơn 10 giờ rồi. Đấy. Buổi sáng ấy thì đang vào giữa cái mùa lúa chín. Thì không cần phải đi Mù Cam Chải, không phải đi Hoàng Su Phì hay không phải đi bất cứ một chỗ nào thì các bạn cũng có thể ngắm những cái tràn ruộng bậc thang đẹp như thế này. Đấy. Thì lần trước mình đã lên đây rồi và mình quay cái đợt hôm đó thì là nó lúa nó vẫn còn đang còn non thôi nhá các bạn nhá. Thì hôm nay thì lúa đã chín. Thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem là lúa chín ở đây. Lúa chín ở đây thì lại chưa gặt một tí nào nhá. Đấy, còn nguyên. Đấy, đang bắt đầu chuyển sang ngả màu vàng. Đây, mình quay này. Đang ở những cái bậc thang rất là đẹp như một vân tay của trời các bạn ạ. Đấy. Tại sao nói vân tay của trời thì các bạn nhìn xem. Những cái bàn tay mà có những cái vân ấy, vân ngón tay đó, thì là cái ruộng bậc thang nó cũng xếp như vậy. Đấy. Và xa xa là những cái nhà, nóc nhà của người dân tộc Dao ở đây cũng rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy rồi. Mình sẽ giải thích cho bạn. Ở trên kia vẫn có một cái bản nhỏ nhỏ nhá. Đấy, họ ở rất cao. Đấy, không cứ gì người Mông nhá. Đây là người Dao. Đấy, người Dao họ ở rất cao. Và những cái trên kia là ruộng bậc thang hết đấy. Tiếc rằng là mình không có flycam để quay lại cho các bạn xem ở cái khu vực này. Rất là đẹp. Còn xa xa kia thì các bạn nhìn rồi.
biết rồi, cái chỗ một cái dãy núi kia nhìn như 99 ngọn núi ấy, chính là Hà Giang quê hương em. Thì ngay xa xa dưới này thôi, sau cái dãy núi này xanh này xuống là thành phố Hà Giang nhá. Chỗ này cách thành phố Hà Giang không xa đấy, chỉ khoảng 8 km, và đường đi thì là đường bê tông, nhưng mà tất nhiên là cái đường bê tông đó nó cũng đã là hơi bị hỏng rồi, là do đã xây dựng nhiều năm. Thì mình cái đường bê tông thì mình đã quay lên ở trên cái kênh Một Vùng Biên Cương của mình đấy. Bây giờ mình đang đi ra giữa cái khu vực ruộng bậc thang này đấy nhá, cái bờ ruộng bé thôi, tại vì trên kia thì mình hay quen đi chơi ở cái ruộng đá rồi. Trên này vẫn còn rất nhiều nha các bạn nhá, lúa ấy, rất nhiều, nhưng mình không lên được nữa, mình đã leo lên đến đây rồi, tại vì cái đường nó ngay dưới này thôi đấy, chỗ này đấy có một cái đường là mình đã đi bộ lên đến đây để mình quay lại gần như tổng thể cho các bạn xem về cái khu vực này. Còn vào trong này nữa, một khu vực nữa cũng rất là đẹp. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình nhé, để đi vào trong đó ngay để xem nó có những cái gì, có thay đổi gì không. Rồi, let's go, đi thôi. Đường nhỏ lắm và đang lên cao nhất của Khởi My rồi. Nó đường bê tông nhỏ thôi. Đấy. Xe mình thì là xe ga, đi nó hơi khó khăn một chút, nếu mà xe số thì không có vấn đề gì. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ theo những cái con đường nhỏ này đi vào trong. Đấy. Đi lên những cái bản làng và xem những cái ngôi nhà ở đây, những con người ở đây. Đấy. Wow, đường khó đi quá. Trên này mình vẫn còn điểm trường ở trên này, tuyệt vời. Lại đường trên kia, đường dưới này, rồi qua suối nhá, tuyệt vời, ngồi im nhá, chắc tay nhá, tất cả là đều phải chắc tay. Các bạn nhìn thấy suối đây chưa? Đấy, tôi đang vượt qua suối đó bằng chiếc xe máy của mình. Lên. Wow. Ây da, trên này vẫn còn rất nhiều ấy này, nhiều ruộng bậc thang này. Wow. Wow. Tuyệt vời. Ở đây thì họ làm những cái con đường xuyên qua bờ ruộng như này cũng rất là đẹp, rất hợp cho những người đi du lịch trên cao, trên Khuẩy My này. Đấy. Đấy. Những cái ngôi nhà trên này. Đây là những, là đây chính là những cái dòng suối nhỏ mà chảy qua đấy nhá, mà tôi đã nói đấy, để nuôi sống cái người dân ở đây và chính là làm nên những cái ruộng bậc thang ở đây. Đường này đi ra ruộng lúa sao ấy. Rồi tiếp tục con đường. Vừa nãy đoạn chỗ kia là chúng tôi là hơi bị nhầm đường tí, quay ra đường này các bạn. Đấy. Nhưng mà đường thì nó hơi khó. Tôi đi thì tay lái của tôi không phải là thuộc dạng là cao thủ. Đấy. Ở đây. Ôi giời. Những con đường trên mây như ta qua vách đá. Ánh sáng, ánh sáng. Đấy mình gọi là đường. Wow, đẹp thế. Wow. Wow. Thảm cỏ ra nữa. Tuyệt vời.
hay giảm dốc. Để cho mọi người xem, mọi người biết đường tôi đi dài theo đất nước. Đó chưa, các bạn thấy đã đời chưa? Nào, hai bên là suối, bên là đường, rất là nhỏ và đẹp. Ê, đường họ vẫn phải chứa vào như này nhá, hết phanh đấy. Ấy, tôi đang phải ghim tay rất là chắc đấy nhé. Dốc lắm các bạn, nhìn thấy thôi. Đường thì nhỏ nữa. Nếu mà xe số thì là về số 1 thì nó còn ghim được đỡ. Nhưng đây lại là xe ga các bạn. Nào, ra đường lớn luôn. Vâng, và cuối cùng thì đã ra đến đây. Là lúc nãy tôi đứng ở trên cái đồi bên kia nhé, đi sang bên đó. Đấy, bây giờ là về đến đây rồi. Khu vực ở dưới đáy của làng rồi. Đấy, bây giờ thì có thể tôi xin phép đấy, để chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của tôi ở Khuẩy Mi. Đây ạ, mọi nơi, mọi chỗ, mọi những cái chỗ mà có cảnh đẹp và những con người ở Hà Giang. Đấy. Mái ngói rêu phong đây, nhà này cũng có rất là đẹp ở đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại vào các bạn nhé.